trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Sinh hồn thăng hoa ở trên bản tàn ấm bông mang tới. Khi sinh ra là đấng hậu kiệt mất đi gió đưa đến không gian mới. Gấp giận lớn cất tiếng nói to về chi ọ ho xong biết đời cơm. Flow là thịt, lyric là gia vị, ta hòa vào kho trong chiến đội nhau. Có mấy ai nhìn thấy, ai hiểu sâu và bắt được khoảnh khắc khi ta rất vất vả. Giàu sang không bên ta, nên và hoa rồi là chợt ngoảnh mặt khi ta rất vất vả. Ngày nhìn ra thì vẫn còn nhiều trông gai, mỗi nói đã được dừng lại con trai. Nên anh vẫn bước tiếp đi trên con đường dài, dù sống thất bại. Go link my G, alo, go to all be. Muốn nhận lại vào cách cho đi, vì anh luôn biết đối chứ không có đi so bì. Một mình bước chân lên thành phố, bỏ lại chiếc hầm hố, bỏ lại những sự tầm thường. Quen với cuộc sống đầy hối hả cùng với những sự dối trá nó chờ dưới cầm giường. Bao người nói rằng ta không thể rap trong khi họ đâu biết vùng còn mai bể nát. Cùng với chiếc giọng họ là không thể hát ở giữa bao kiệt tác, ở giữa bao bài nhạc. Ua hơi hãy rửa bay, đi bộ thì bắt cắn rửa bay, bay mất đi thì mất, cho mất đi thì chạy thu trả cho vinh cho nơi tên. Ua hơi hãy rửa bay, đi bộ thì bắt cắn rửa bay, bay mất đi thì mất, cho mất đi chạy thu trả cho vinh cho nơi tên. Hold up. Giờ là bạn trên má anh bỗng đời mà tâm không có thấy chơi vơi, không cần mong đợi cho một buổi chiều dần xa. Ước mơ vàng khi anh không còn mơ màng, thôi giúp anh biết một con chắc ở trong nó nhiều phần ba. Mừng bay bắn bắp không quan trọng, lúc anh nghe tiếng vào tay con vô ở trong kháng phòng. Đam mê bùng cháy tóc anh giận cả gáy, và tất cả những thứ vừa rồi đã nằm lần ở đây làm mình níu chân ta. Nằm thái cứ dần trôi, nào của nó không vận động, cái thân nhóc cứ dần gần. Lắp việc trở lại ngồi lưng cũng được chăm, nó phải làm thân mình giỏi nhất để tâm can còn còn vân vân. Sao mình đi đầy cá, hơn một ngày không ngủ, nó vẫn chưa thấy tốt, anh cũng bảo lòng quá lên thôi. Niềm tin yêu dần to mình, bởi vì nó phải no, bao nhiêu năm đó cho mình nói chắc là họ đã quên. Linh hồn thăng hoa ở trên bản tàn ấm bông mang tới. Khi sinh ra là đấng hậu kiệt mất đi gió đưa đến không gian mới. Gấp giận lớn cất tiếng nói to về chi ọ ho xong biết đời cơm. Flow là thịt, lyric là gia vị, ta hòa vào kho trong chiến đội nhau. Có mấy ai nhìn thấy, ai hiểu sâu và bắt được khoảnh khắc khi ta rất vất vả. Giàu sang không bên ta, nên và hoa rồi là chợt ngoảnh mặt khi ta rất vất vả. Ta và rắp từng buồn, từng muốn bu lệ vương trên mắt. Cảm ơn mọi người. Yeah. Hey. Everyone put your hands up. Yeah. Hey. 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 Yeah. 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 Hey. 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 Yeah. Chỉ có được hành đi có nhiều trở ngại. Hành trình vẫn còn dài, chỉ có tiếng thở dài. Không được sợ hãi, anh vẫn ở lại. Nhìn như thế này mà sau này khi anh cờ dại. Đến nay vẫn chưa bể để trông thật cắt điện. Sau nhiều sóng gió thì cho anh vẫn tất ái lở. Cùng hơn từng ngày đến khi mô nó bắt kiệt. Hoặc nhìn đến mình sẽ phú cặp lên đến bác biệt. Và ông hoài, CBG có 102. Theo lý anh nói thật không sai. Nên TV mọi người phải gắn đầu mãi. Yeah, yeah, alright. Hành trình dài đến vẫn còn nhiều trông gai. Bố anh nói đã được dừng lại con trai. Nên anh vẫn bước tiếp đi trên con đường dài. Dù sống vẫn thất bại. Calling my G, alo. Go to all be. Muốn nhận lại vào cách cho đi. Vì anh luôn có kết nối chứ không phải đi so bì. Con rết phát triển bản thân. Báo động phát hiện một cả chân. Kiếm thêm vài người anh em cộng tác ở chung cộng đồng rap. Để đến đúng một xã vân. Let's go. Anh sẽ cùng dừng lại cho dù nó hết cầu. Quên thêm bạn. Yeah. Yeah. Mưa còn đang rơi thì tách của mình những vân câu vẫn còn đang bị bách. Vài điều nó vẫn còn phải hỏi trời. Sao bao giờ đam mê mới giúp nó đổi đời. 4 giờ sáng cùng với chiếc màn hình. Nỗi đam mê của nó càng ngày một to hơn. May mắn có em ở ngay bên cạnh. Qua những tháng ngày vất vả phải sợ cô đơn. Một mình bước chân lên thành phố, bỏ lại chiếc hầm hố, bỏ lại những sự tầm thường. Quen với cuộc sống đầy hối hả cùng với những sự dối trá nó chờ dưới cầm giường. Bao người nói rằng ta không thể rap trong khi họ đâu biết vùng còn mai bể nát. Cùng với chiếc giọng họ là không thể hát ở giữa bao kiệt tác, ở giữa bao bài nhạc. Yeah, đi đến đây là ta mang máu thắng lớn. Chạy chút rồi phóng vội đi casting. Ngày mùng 6 tháng 4, oh sorry babe, có chút việc và phải đi bây giờ. Để biến ước mơ anh thành hiện thực xuất hiện trên V Channel. Yeah, oh, 2, 4. Hai tay cầm mic còn nằm mai à, hát lên cho ngày mai mình vì mình thích không vì ai à, rap cho qua ngày xa ai chờ chịu đâu nhưng nói đọa đây trở thành những anh nói đọa đây. Yeah, 1, 2, 3, cứ phải 3 năm trước quanh ra căn phòng dài 3 năm thước người thân cũng chẳng còn thăm được phát tài thì không thấy toàn xỉu xỉu up xỉu down lại hỏi vì sao đời quang tại sao điên thế lờ mao ối sợ tiếp thế sao lại không cảm. Em thấy là phúc của em đến từ Nghệ An ạ. Make some noise, come on. Yeah, let's go. Cho em đi số 2 ạ, cho em đi số 2 ạ. Anh em có biển chân cho anh em hổ bất đắng không? Nghe nhá, nghe kỳ này. Ê, ơ, 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 ê, 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 ê. Ua, hửi, hãy được bệnh.
nhịp một mắc cắn rửa bay bay mất đi thì mất đi mình chạy thuốc đá cho vinh nó tê u ơi hay rửa bay nhịp một mắc cắn rửa bay bay mất đi thì mất cho mình đi chạy thuốc đá cho vinh nó tê phải tử hẹp ra con phố ngoắc là ảo giận nhịp hốt mặt chạm mắt là phải lắc cái đầu đúng chưa gravity quấn được quanh thân break stay phải nhanh chân đồng hồ đang DJ vẫn rock hết cả thanh xuân đi được king ngồi chân ghế vàng điều đó không cần bàn bạc người Việt Nam ta làm nhạc cảm ơn ạ. Anh trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Chào mọi người, em tên là Long, rap name là Lo, số báo danh 1554. Cho em xin beat kết hợp số 3 và số 4. Hôm nay tôi mang lên sân khấu casting ra việc một cái chức truyền biệt. Mình làm một cách rất chuyên nghiệp. Bản thân tin vào câu hổ phụ xin hổ tự nên tự nhủ. Tôi không mua đồ đá thì sống ở đời. Quả cọc đã chín ai lại hay sai. Trải qua nhiều đêm che gió che trời. Qua cơn bi cực thì kỳ thay lại. Xin được cắt cốt những lần tan nát để hiểu phép bán của con tim. Người độ lượng bên phát sự giác ngộ dấu hiệu sự thấu hiểu bấy lâu ta còn kiếm. Ở sâu trong lòng là thằng lỏng không sầu. Dẫu đích đến là được cống không màu. Chống đầu đen cày như con chó đầu mấy ngày. Món con sâu này tâm tư không sâu câu mày. Ê, ê. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Vang lên, đâu đây. Ngày mai tôi còn đắt là ngày mặt trời không rạng. Nay tôi lục cuốn sách đến sau cái gơi không chạng. Bất cứ điểm bất bại, có bất lợi không than. Hôm nay không làm thì chắc đợi đông sang. Khi mà tao đứng đây trong chiếc cái tên này như ta không chân phi. Ta nói trong cơn này như ta nói không việc. Cái chân này kia đi không làm việc này như ta nói trong cơn lên. Trong đi ớt hận ba chiếc cái tên đem bao nhiêu bất tận. Tao đi cần nói đi cần ta viết. Chỉ còn tiếng đến khi buồn mai đến khi đời sai đến khi dân mang. Cứ trở lời lắm ly bi đét thì mình nhấm như ly khác tận hưởng niềm vui cảm thụ âm nhạc cùng nhiều đồng ấm khi đi hát. Cảm ơn mọi người ạ. Yo, ê, ê, ê. On my raceway, on my raceway. Đường đi phải tấp nập, tiền tôi phải thốc thấp chỉ trong vài giây. On my raceway, on my raceway. Cướp hết tất cả con đường ở phía trước nằm trong tầm tay. Này cuộc chơi này cũng đến lúc tan. Hào quang nằm sau những bức màn. Lấy đi niềm tin và chí lớn. Đánh đổi để lấy giây phút vàng. Trên cổ anh thì có sai trang. Anh bay trên phố cùng with my gang. Tăng tốc cho đến khi tôi đạt mốc. Go no star, no on my lane. Tinh thần tôi vẫn luôn là trader, trader. Go up, go up, ai cũng chạy đua đánh đổi mọi thứ chỉ để biến thành famous. Famous, trạng thái này cân bằng, cân bằng. Đưa ta đi vào làn gió mới. Cuộc sống có nhiều điều khát khao. Nhiều con người vẫn chưa được bước tới. On my raceway, on my raceway. Đường đi với tập nập. Rồi, cảm ơn mọi người ạ. Ok, Miss Sam ơi. Ê, hands up. Tay anh em đâu ạ? Hands up, hands up. Wow, yeah, ha. 2023, sau nhiều thăng trầm đã khác. Anh mang tiền về cho mẹ sau nhiều năm dài đã trap. Anh khống chế cái tôi không để cho nó phát triển. Khôn lớn trưởng thành sau nhiều gánh nặng đã vác. Hoàng hô cho tao là put your hands up. Anh em xung quanh đây là put your hands up. The Tupac on the mic là put your hands up. Chỉ nhạc rap in your life là put your hands up. Hands up, hands up là put your hands up. Anh em ở xung quanh đây là put your hands up. You Biggie on the mic là put your hands up. Chỉ nhạc rap in your life là put your hands up. Nếu mà thích. Thiệt chị. Người đời gọi nhau nam tử hán đại chư phu. Nổi được làm được toàn business với giới thượng lưu. Cuộc sống càng nở hoa. Đây là có việc phải làm. Xin lỗi những ai anh vô tình sâu đổ. Vì thành công không như ta nghĩ. Không sai nếu ta kỹ. Nên đừng có giá như. Phải biết bắt tay với chính mình. Sửa đổi lại tính tình. Không để nó quá hư. Trước khi có bão cho luôn yên bình. Ai cũng phải lớn không chỉ riêng mình. Dạ, cảm ơn bạn giám khảo ạ. Cảm ơn tất cả mọi người. Okay, this is free man for the free world. Let's get it. Cho em xin biết số 2. Okay, I'm back to the old school, nghe như vang bút rap. Biết mình cho ra điều hay, tay cầm mic ta đang rap. Chứ ta rap cho người tên, cho người quen, ta xa gần. Và là cảm hứng đang
mua lời không ngừng. Không sao mà cho người chán ghét ta, để ta là do ta, đâu mời người phán xét ta. Vì nơi mà ta đang đứng trong kể họ luôn đến sau. Tạ ơn bên trên vì luôn minh chứng không điều gì thay thế ta. Ok vì ta luôn bước theo bao công sức cho ta đi được xa. Con rap như là phương thuốc nuôi khôn ta bao ngày qua. Ta tiêu thời gian cố gắng mà nên người phải cười nhé đăng cái đang hip hop mới biết được đâu là yên vui. Không quên lắm lúc còn trông chênh, là một thằng thông minh biết nắm bắt và sống lên. Ta làm nhiều điều ta thích trước khi ta sắc khi nghỉ ngơi. Không làm cái đó mà chỉ sơi, chỉ có nước ở trong phim. Mà tao mong dù hao lòng tiếp tục kể cả khi hết mực. Vì không thể kết cục ta không thể biết được, thêm thiết thực cũng chẳng đủ thuyết phục. Vài ba lần biết thượng ta có những tiết mục hơn. Money money đó làm ta suy. Em à, sao anh và em ở như vậy? Cứ làm tổn thương nhau bằng những lời đắng cay, dày vào tâm lý và tâm trí nhau hàng ngày. Ngay khi tình trạng bạn hay ta cũng chẳng hay, đến khi mất nhau lại đổ thừa do chẳng may. Cứ tiếp tục mãi thì tương lai anh chẳng thấy, càng kéo dài mãi cũng chỉ để thêm phát điên. Thôi thì dừng lại, mọi người về một lối riêng, trả lại em sự tự do như anh chưa từng đến. Những kỷ niệm về nhau sẽ em yêu được. Dạ, em xin cảm ơn ạ. Nhiều bạn anh thấy đầu tư lyrics các thứ rất là ok, flow phở lủng như là nước ngoài ấy, mà các bạn cứ cúi xuống các bạn nhìn đất của anh, không biết là mọi người lên sân khấu mọi người như nào, cho nên là cố gắng làm sao mà diễn thuyết phục nhất để cho bọn anh có thể chọn lựa bọn em một cách gọi là dễ dàng. Ok, cố gắng. Yeah. Em chào mọi người ạ, em là rap name của em là Ruby. Anh cho em xin beat 3 vậy ạ. Thế nào để được ghi tên, phải sống thế nào mới được đi lên. Lối chơi tao có, anh em đi bên. Ocean way tao phóng lên như kịp bên. Và bản thân biết là tao đang cần gì. Tiếng ơi cứ thầm thì phóng đi nhanh trong đêm. Công cục tiền tưới tao chưa biết làm gì. Ok nẹt bộ, lên đồ. Âm nhạc tao không bao giờ chết. Anh em chung tẩy một sách vở, chẳng hiểu tại sao không có đoạn kết. Ký ta non là bạn chết. Nên nơi nơi trái bao giờ sợ dề. Nhạc tờ vượt rock anh bao mê. Nên tuôn phê quá lại con đường ghê. Ok đập boot up. Ocean way tao vác cả đàn, các bạn còn thấy chứ? Anh trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024.